New Look and Feel, New Look, một pha đập đi xây lại Camera Raw của Adobe. Như mình nói, các bạn không quen thì các bạn có thể tải cái phiên bản cũ hơn để các bạn up lại được, không sao hết, tất cả là miễn phí nhé. Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hòa Phúc, tại process.com. Đầu tiên thì nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, hãy kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký đó, và nhấn cái nút chuông nho nhỏ bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Đầu tiên, để các bạn tải được cái Camera Raw này á, thì các bạn chỉ việc lên Google. Cái này hoàn toàn miễn phí, và kể các bạn sử dụng phiên bản bẻ khóa Photoshop lậu đó, hoặc là các bạn mua gì đó thì các bạn mua bản quyền cũng vậy thôi, thì các bạn có thể làm theo cách này. Tất cả đều là miễn phí nhé. Đừng có tải mấy cái trang ở ngoài mất công, nó thêm virus rồi các thứ đồ phiền lắm. Thì các bạn sẽ lên Google, các bạn bấm download Camera Raw ha. Download Camera Raw. Thì chỉ đơn giản thôi. Đó, chỉ download Camera Raw nè ha. Và ở đây thôi, các bạn sẽ tìm cái trang mà của helpx.adobe.com á. Thì cái này nó chính là trang chính chủ của Adobe nhé. Thì công việc của chúng ta rất là đơn giản, các bạn click vào tải cái phần, tải cái phiên bản chúng ta muốn thôi. Ví dụ như đây là 12.3, thì mình sẽ tải, ví dụ như là của mình đang xài là Mac, thì mình sẽ bấm vào cái Mac OS để mình tải thôi. Và cái server của thằng Adobe thì nó kiểu lúc nhanh lúc chậm. Thành ra có lúc nào các bạn cảm thấy nó chậm quá chẳng hạn vậy. Bình thường nó nhanh lắm, bình thường nó nhanh lắm, nhưng mà ví dụ như là có lúc nào nó chậm quá thì các bạn để một lúc sau các bạn tải lại thì nó sẽ ổn thôi. Ở Windows thì các bạn thể tải, click vào đây để tải nhé. Như mình nói đó, bởi vì cái này nó miễn phí và nó cũng chẳng có gì gọi là phức tạp cả, thì các bạn lên trang chính chủ của Adobe, các bạn tải nó sẽ an toàn nhất ha. Vì mình thấy nhiều người cũng tải về xong rồi bỏ lên kiểu Google Drive hay là đâu đó rồi share link á. Thì thứ nhất là mất thời gian phải chờ. Thứ hai là mình cũng chưa chắc là cái link đó nó có sạch hay không, hay là cái file mà người ta đưa cho các bạn thì nó có sạch hay không. Thì ok, các bạn cứ lên trang chính chủ các bạn tải thôi, tại vì cái này nó cũng gọn gàng. Ở đây phiên bản mà nó hỗ trợ nó sẽ là từ CC 2017 trở lên nhé. CC 2017 trở lên tính ra nó cũng khá là dễ, đúng không? Ví dụ các bạn muốn các bạn trong máy các bạn mà chưa có chưa có thì hay là các bạn đang sử dụng CS6 hoặc là CC 2015, thì các bạn có thể lên trang HP Photoshop của mình á. Sau các bạn kéo xuống chút xíu, ở dưới này mình có share cho anh em cái ở trong cái phần bài viết á. Trong cái phần bài viết đây, mình có share cho anh em cái download Photoshop CC 2019, Lightroom CC 2019 và AI. Thì ở trong này á, thì mình có đảm bảo rất là rõ ràng cái file này nó gọn gàng sạch sẽ rồi ha. Cái này cho Windows nhé, nó sạch sẽ rồi, thì các bạn có thể tải về và cài rất là đơn giản. Đúng, đơn giản thôi. Rồi, sau khi bạn đã tải cái Camera Raw rồi, các bạn chỉ việc click vào và chúng ta cài thôi ha. Thì trên máy tính Mac hay là Windows thì có thể nó sẽ khác nhau chút xíu. Windows các bạn mở lên xong bấm next, bấm install xong cái bấm ok là xong rồi. Chứ cũng không có gì đâu. Các bạn nhớ tắt Photoshop đi nha. Ở đây mình sẽ tắt Photoshop đi. Ok, tắt chưa? Rồi, ok, mình đã tắt Photoshop. Ở đây mình sẽ chạy file cài Camera Raw nha. Đây. À đúng rồi, hình như Windows nó y chang như thế này thôi. Các bạn cứ bấm Continue, xong bấm Install, xong rồi chờ thôi. Đó, rồi xong các bạn chờ chút cho nó chạy thôi. Và nó sẽ cài đè lên trên phiên bản Camera Raw ở trong Photoshop của bạn nhé. Thì mình nói luôn, nếu như các bạn nào mà chúng ta cảm thấy nâng cấp lên xong mà các bạn cảm thấy nó không ổn, các bạn cảm thấy nó không được tốt cho lắm, bởi vì các bạn có thể nhìn hình là biết rồi, Camera Raw phiên bản 12.3 là một pha đập đi xây lại mà. Nếu như các bạn không quen, các bạn có thể kéo xuống chút xíu và các bạn tải lại những cái phiên bản cũ hơn để các bạn cài đè lên lần nữa thì nó sẽ trở lại như cũ. Tất nhiên là chức năng thì nó sẽ mất nhá. Chức năng mới nó sẽ mất và nó trở lại phiên bản Camera Raw 12.2 trở xuống kiểu vậy. Sau khi xong rồi các bạn chỉ việc chạy Photoshop thôi. Ở đây mình sẽ tiến hành, mình khởi động Photoshop CC 2019 ha, 2019. Và chúng ta sẽ coi thử cái trải nghiệm thực tế đối với Camera Raw phiên bản mới này thì nó sẽ như thế nào nhé. Ở đây thì mình sẽ mở một cái stock bất kỳ ha, stock bất kỳ. Mình sẽ vào trong stock đâu rồi, stock sưu tầm đây. Mình sẽ tìm coi stock của bạn Trần Việt đi ha. Stock của Trần Việt,
Trần Việt đây, mình sử dụng stop này đi. Một cái stop khá là kinh điển mà mình rất là thích sử dụng trong những cái bài đăng về mà hướng dẫn ôi. À khi mở lần đầu lên thì nó sẽ cho các bạn chọn này. Hôm nay cái này mình update này nhá. Nó ghi là setup Camera Raw 2.3. Thì đây các bạn có thể chọn cái style choose your UI style setting can be vertical strip single panel. Có lẽ là mình sẽ chọn cái bên trái đi ha. Vì ở bên phải các bạn để ý là cái film strip của nó. Film strip có nghĩa là nó giống như là cái thanh trượt mà chứa nhiều hình ở dưới đó. Thì nó nằm dọc và ở đây nó nằm ngang. Và mình nghĩ là mình sẽ sử dụng hình cái nằm ngang để cho nó mới. Cái nằm dọc thì trong phiên bản cũ thì nó cũng có rồi. Khi các bạn mở nhiều hình á, thì nó sẽ nằm dọc. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái phần là mở ngang nhé. Đó, và chúng ta sẽ có rồi new look and feel, new look. Một pha đập đi xây lại Camera Raw của Adobe. Như mình nói là các bạn không quen thì các bạn có thể tải cái phiên bản cũ hơn để các bạn up lại được, không sao hết, tất cả là miễn phí nhé. Ok, và mình sẽ ISO Adaptive Preset nè, Local Hue, Support. Ok, rồi mình get start thôi. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thanh công cụ bên này. Các bạn biết nó cho mình cảm giác giống cái gì không? Giống y chang một cái phần mềm mà mình đã từng giới thiệu cho anh em á, phần mềm Lumina, y chang luôn, mình nói thật nó y chang luôn. Nó cũng sẽ có những cái group công cụ kiểu như này đó, snapshot này, preset này, trội. Ok, mình sẽ trở lại với thanh cái phần edit chữ E. Rồi ok, thì đây chúng ta cũng sẽ có những cái panel. Bây giờ thì mình đang để ý là cái geometric, cái panel gọi là transform của mình bây giờ nó đã đổi thành geomanis rồi. Ok, khá là hay ho, mình sẽ cùng đi tìm thử coi. Hue thì nó cũng vậy. Ở cái phiên bản mà 11 chấm mấy trở lên á, thì hồi đó nó tự nhiên nó thêm cái texture và clarity đi hay nữa, thì mình cảm thấy nó là một cái phát triển vượt bậc. Tuy nhiên là ở trong phiên bản này mình cảm thấy như là nó curve này các bạn không cần phải nhớ nữa rồi. Các bạn không cần phải nhớ tăng cái gì thì nó sẽ lên màu gì nữa rồi. Ở đây thì chúng ta chỉ việc đơn giản là chúng ta kéo lên trên tăng giảm thôi. Và ở trong cái Adobe thì nó đã gọi là ưu ái, cũng dạng quan tâm chăm sóc cho chúng ta là thêm sẵn cái màu ở đây luôn để các bạn nhớ ở tăng lên. King Red thì tăng Red, giảm Red thì ra màu gì, kiểu như thế. Ok, cũng hay, cũng tiện. Cái này đặc biệt là phù hợp cho các bạn nào mới học á, thì chúng ta có thể sử dụng nó thoải mái. Tuy nhiên là mình cảm thấy nó gọi sao ta, curve này có vẻ là nó làm cho các bạn dễ dùng hơn. Nó làm cho các bạn dễ dùng hơn khi mà nó không còn phân chia cái mà adjust mà parametric với lại edit point như thế này nè. Parametric có nghĩa là nó là curve nhưng mà các bạn có thể chỉnh theo 4 vùng thôi ha. Curve nhưng chỉ chỉnh theo 4 vùng. Còn các bạn chuyển sang point như vậy thì mặc định nó loanh quanh khoảng cỡ 32 vùng lận. Có nghĩa là các bạn có thể tạo nhiều point. Đó, tạo nhiều cái điểm để chúng ta tăng giảm. Còn như mặc định ở bên Paramix này thì nó chỉ có 4 vùng, 4 point, 3 point thôi, để chúng ta chỉnh ở 4 vùng thôi ha. Còn Paramix thì nó sẽ ok hơn. Để xóa point thì dễ rồi, cứ click đôi và là mất thôi. Và đây nó cũng đã cho các bạn thêm cái input output số rồi. Thực ra những cái phần điền số như này mình không có hứng thú với chuyện điền số, mỗi hình nó mỗi khác. Ví dụ như là các bạn để ý nhiều người hay làm mấy cái làm mấy cái tutorial á, mà hay kiểu ở tới đây thì kéo lên cộng mấy nó stress lắm, nó như rác vậy á. Mình không ưng lắm ha. Ở đây thì mình có để ý là người ta đã thay đổi một chút về bố cục thì phải. Người ta đã đưa cái detail lên trên, curve, detail, color mixer, Flip toning. Tuy nhiên các bạn biết mình kỳ vọng cái gì không? Là mình nghĩ là mình sẽ muốn là kéo, có thể thay đổi vị trí panel. Thay đổi vị trí panel. Panel là gì thì nó là những cái ví dụ như là basic này, đó basic curve, detail, nhấn cho nên các bạn để phím internet thì nó sẽ có nút reset này. Ví dụ tăng. Đó, sau cái nhấn bấm một cái thì để phía internet xong click vào chữ thì nó sẽ reset, cũng khá hay. Đại khái là những cái panel như vậy á, thì
phiên bản cũ á, nó cố định thì mình ok rồi đi, nhưng mà phiên bản mới này thì nó đã thay đổi và mình nhìn thì có vẻ như là nó khá giống với lại Lightroom ở trên mobile, khá giống với Lightroom ở trên mobile. Thành ra là khi các bạn chỉnh như thế này á, mà mình có một cái gọi là cái flow làm việc đó, các bạn hiểu không? Có nghĩa là khi mở hình ra thì mình sẽ ưu tiên là mình chỉnh cái gì trước, sau đó đến cái gì, sau đến cái gì. Thì ở trong cái khóa học Lightroom thì mình cũng có nói tới đó. Thì ở đây cho dễ hình dung, thì ví dụ như là khi mình mở hình lên đi, điều đầu tiên thì mình sẽ chỉnh về độ nét này. Độ nét là đó, là detail này, tăng sharpening, tăng ơi, ở đây tăng sharpening. À đây, masking thì mình sẽ phải click thêm ở đây, mình đang bảo masking nó ở đâu. Đại khái là khi các bạn mở hình lên á, thì mình sẽ đi theo từng một những cái bước nhất định. Ví dụ như là đối với mình á, thì mình sẽ chỉnh độ nét trước này, sau đó là mình sẽ chỉnh tới cái optic, có nghĩa là những cái lỗi của cái lens sau đó này, sau đó là khử noise, sau đó là lên tới basic ha, sau đó thì xuống những cái bước khác. Thì mình nghĩ là nếu có thể Adobe nó làm dễ, nó gọi là thoáng hơn á, thì nó sẽ cho mình cái chuyện là mình thay đổi vị trí của những cái panel này, thì nó sẽ phù hợp hơn với lại cái phong cách cá nhân ha, thì nó sẽ phù hợp hơn. Đối với mình thì nó như thế ha. Rồi, ngoài ra thì mình có để ý là ở trong cái bảng hồi nãy nó hiển thị lên á, là nó cho mình một cái gọi là cái gì đây nhỉ, cái hue đúng không? Đây 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 đây, hue đây, hue đây. À, ví dụ như là mình sẽ tăng, à no 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 no, tăng ở đây chẳng có gì, mình sẽ tăng từ dưới lên. Sorry, để đây bất tiện quá nhỉ, để cái film strip ở đây bất tiện quá, có cách nào tắt cái film strip không? À đây đây đây. Ok, cũng không khó lắm á, cũng không khó lắm. Rồi ví dụ như là mình kéo lên đây đi, và bây giờ mình muốn thay đổi cái màu xanh. Ok, mình muốn thay đổi cái màu xanh này sang một cái màu khác chẳng hạn, vậy thì mình sẽ sử dụng cái này. Và các bạn cảm thấy nó như thế nào, các bạn cảm thấy nó như thế nào? File adjustment. À, hồi nãy giờ mình cứ tò mò là cái file adjustment này là cái gì. Hóa ra là đơn đơn thuần là nó giảm cái tốc độ các bạn chọn đi để các bạn chọn chính xác vào khu vực các bạn muốn thôi, cũng không có gì cả. Thành ra theo mình thì nếu như các bạn không cần phải quá chính xác, đối với phong cách chỉnh ảnh của mình thì mình không cần quá chính xác, thì các bạn chỉ cần tắt cái này đi thôi. À, như vậy là cái thanh ở dưới này nó sẽ là thanh màu gốc của các bạn ha, và còn thanh ở trên nó sẽ là thanh target, tức là thanh mục tiêu đó, thanh mục tiêu. Ví dụ như các bạn muốn thay đổi màu xanh này thành màu tím chẳng hạn, loại đó, thì ở dưới là xanh, ở trên là tím, thì nó sẽ thay đổi màu xanh sang màu tím. Thì nó đơn thuần như vậy thôi, cũng không có gì phức tạp lắm. Mình tò mò không biết là mình có thể làm nó chi tiết hơn không, giống như kiểu là bên Photoshop đó, các bạn nhớ không, là mình có thể tăng được cái range thay vì màu xanh này không. Ví dụ như là mình muốn thay đổi nguyên một mảng mà từ màu vàng sang màu xanh thì mình sẽ phải làm như thế nào? Hình như là trong này chưa có. Hình như là trong này chưa có, hay là range mask color các thứ đồ. À, nếu làm như vậy thì nó cồng kềnh quá nhỉ, nó hơi cồng kềnh không. Ừ, đối với mình cảm thấy cái thanh hue này nó chưa thực sự gọi là nó hay lắm. Mình sẽ kỳ vọng hơn cái chuyện là người ta có thể tăng được cái range, tăng được cái range thay đổi luôn. Ví dụ như là đây, các bạn để ý cái phần chấm tròn này, nó cố định này, nó cố định ha, thì mình sẽ muốn là ở bên nó có sẽ có cái thanh để mình kéo rộng ra cái dải màu mình muốn thay đổi luôn. Có nghĩa là bây giờ ví dụ cái phần màu 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 cỏ này nó đâu phải chỉ có mỗi màu xanh không đâu, đúng không? Nó sẽ có là màu xanh đậm, màu vàng đó, thì mình sẽ kéo nguyên một vùng như vậy và mình thay đổi thì màu cỏ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đối với mình thôi, cá nhân với mình thì mình nghĩ là làm như vậy nó sẽ hay hơn ha, làm vậy nó sẽ hay hơn. Đây, các bạn có thể sử dụng cái này thì chúng ta thay đổi được. Ok, rồi rồi, cũng không có gì gọi là phức tạp cho lắm. Những cái khác thì nó tương tự như cũ thôi, và nó gom lại. Ví dụ như là grain này thì mình sẽ phải click cái nút sổ xuống, tương tự với lại bên optic. Mình nhớ rồi, cái bên use profile correction này nó sẽ chỉ hiển thị lên cái sửa lỗi lens, nó chỉ hiển thị lên khi các bạn sử dụng file RAW thôi nhé. Còn ví dụ như là file JPEG thì nó sẽ không hiển thị đâu.
Hôm qua ở trên công ty thì mình có cài thử trước, mình coi thử thì mình tìm hoài chẳng thấy, và mình lên lên group thì cũng có nhiều bạn hỏi là cái Carrera, tại sao mở Carrera thì không còn cái chỗ mà chỉnh lỗi lens nữa, thì nó là bởi vì vậy đó, các bạn mở Firewall mới có nhé. Rồi à, tất hầu như những cái còn lại thì mình cảm thấy không có gì gọi là thay đổi. Và bây giờ mình muốn test một cái. Các bạn nhớ cái chuyện mà ở những phiên bản cũ mà các bạn muốn mở một lúc nhiều hình á thì nó rất là khó khăn. Mở một lúc nhiều hình rất là khó khăn. Khi mà lúc á thì nó sẽ hiển thị nhiều. Tất cả hiển thị trên film strip, còn có lúc á thì nó lại chỉ có hiển thị từng cái trang camera ra rời. Nó rất là dở ha, mình sẽ coi thử coi là ở phiên bản mới này thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi ví dụ mình muốn mở 1 2 3 4 5 5 hình ảnh đi, thì mình sẽ click chọn tất cả và mình kéo thả trực tiếp vào cửa sổ Photoshop. Mình kỳ vọng là Camera Raw. Ok, nó giờ ngon hơn rồi ha. Film trip thì bây giờ mình có thể click chuột phải chọn là Film trip Orientation và chúng ta chọn là dọc hoặc ngang. Cái dọc này là như cũ này và ngang này thì mình có đó, ngang như thế. Ôi, cái sổ xuống này là cái gì đây? À, cái này là lưu từng hình, lưu từng hình. Và mình để ý là chúng ta có copy edit setting là Ctrl C, Ctrl V luôn nè. Cái này phiên bản cũ không có nhé. Ví dụ như là các bạn muốn chọn một cái preset, mình sẽ tìm qua preset nó nằm đâu. À đây là preset đây. Mình sẽ sử dụng live preset đi. Đó, mình sẽ sử dụng live preset. Ví dụ như là các bạn muốn lấy một cái preset màu chẳng hạn như là số 26, 25. Đây, ví dụ mình muốn lấy số 25 đi. Hình này 25 rồi nhá. Mình sẽ thử Ctrl C này. Qua hình khác Ctrl V cái coi. Có luôn. Ok. Có luôn, cứ Ctrl V một cái là lưu thôi. Ôi nhưng mà hình như chỉ được một lần. À có mà. Hay là máy mình lag ta? Hay là máy mình lag? Ctrl C qua đây Ctrl V. Đã copy setting, paste setting, không lẽ nó không đổi? Anh có vẻ như là nó có một chút vấn đề gì đấy, mình cũng chưa hiểu lắm, mình cũng chưa hiểu lắm, hơi lác lác thì phải. Mình sẽ Ctrl C bức hình này và Ctrl V bên này coi. Ok, có đổi mà, có đổi. Đó, có nghĩa là bây giờ các bạn copy thì nó sẽ rất là nhanh, Ctrl C, Ctrl V thôi. Còn tất nhiên sync, ví dụ như là với hình này các bạn muốn sync thì các bạn sẽ click cái hình gốc mà các bạn đã chỉnh rồi đó. Và các bạn sẽ đưa giữ phím Shift và click những cái hình còn lại, hoặc Ctrl để giữ hình còn lại. Click chuột phải và chọn là sync setting. Thì các bạn sẽ đồng bộ hết tất cả, click OK này, nó sẽ đồng bộ tùy chỉnh tất cả ha. Thì nó cũng khá là đơn giản, đối với mình thì những cái này thì mình cảm thấy nó cũng khá ổn. Cũng 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 không gọi là cái gì phức tạp lắm ha. Open thì đây các bạn thể chọn là open object copy hay là gì đấy, nó cũng không có gì gọi là phức tạp lắm. Những cái cửa sổ save option thì cũng như nhau thôi. Những cái công cụ khác thì mình cũng không thấy nó có cái gì gọi là khác biệt, nó chỉ thay đổi ở cái giao diện, thay đổi cái giao diện là chính ha. Và thực tế nếu như có nhiều mình cảm thấy có nhiều bạn nói là cái giao diện này nó khó dùng. Tuy nhiên nhá, thực tế đối với mình, cảm nhận riêng của cá nhân mình thôi, giao diện này dễ dùng hơn so với phiên bản cũ nếu như các bạn quen một chút ở bên Lightroom. Lý do nhá, phiên bản cũ thì các bạn sẽ thấy là những cái tool như này nè, nó nằm toàn bộ ở trên, còn panel nó nằm dọc ở dưới. Thành ra là những cái tool các bạn sẽ có xu hướng ít dùng. Những cái tool khi các bạn để ở trên này các bạn sẽ có xu hướng ít dùng, bởi vì các bạn quen dùng bên này rồi ha. Thì đối với mình đó là một cái sự lãng phí rất là nhiều. Lãng phí ở đâu? Đó là bởi vì cái gọi là cái điểm mạnh của chỉnh hình ở trên máy tính á, là chỉnh hình chất lượng cao á, nó khác biệt với lại ở trên 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 điện thoại á, là nó cho các bạn chỉnh theo vùng. Cụ thể là những cái công cụ ví dụ như là brush, gradient hay là graduate filter, radiant filter đó, kiểu thế. Nó cho các bạn chỉnh theo vùng, và cái này mới là cái điểm mạnh của Camera Raw và Lightroom nữa. Nó là những cái công cụ ha, ngoài những cái panel chỉnh ở đây ra. Cho nên là đối với mình thì mình nghĩ các bạn cố gắng tập làm quen thì cái phiên bản mới này nó sẽ cho các bạn một cái thay đổi cái thói quen. Cái này các bạn có thể gọi là cái UX, nếu các bạn từng nghe thì nó là cái UX, UI UX đó. UI
UI có nghĩa là giao diện người dùng á, thì nó thay đổi như thế này, nhưng mà nó đem tới một cái trải nghiệm cho người dùng á, là nó kích thích người dùng sử dụng những cái công cụ gọi là thông minh hơn, những cái công cụ gọi là nâng cao hơn, và mình nghĩ là điều này tốt ha. Thành ra là nếu như các bạn có thể thì hãy cố gắng tập làm quen với cái giao diện này, tập làm quen với những công cụ chỉnh 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 hình theo vùng á, và nó sẽ cho các bạn lên một cái level cao hơn ha. Và đó là toàn bộ video của mình về cái phiên bản Camera Raw 12.3. Cơ bản thì nó cũng không có gì khác biệt nhiều so với lại cái phiên bản cũ, và đối với cá nhân mình thì nó cũng chưa có thực sự gọi là nâng cấp một cái chức năng cụ thể. Và đối với mình, ví dụ như là cái thanh Hue chẳng hạn như vậy, mình nghĩ là nó có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên mình vẫn rất là cảm ơn Adobe đã làm cho cái curve nó trực quan hơn và nó dễ hiểu hơn cho những người mới sử dụng ha. Thì đó là toàn bộ video này, một pha đập đi xây lại rất là ngoạn mục từ Adobe, và thực tế thì nó chỉ đập đi xây lại cái giao diện thôi, chứ còn lại cũng chưa có gì gọi là mới và lại hay là ấn tượng gì nhiều đối với mình cả. Thế đó là toàn bộ cái trải nghiệm của mình đối với phiên bản mới này. Còn với các bạn nghĩ sao với cái phiên bản này? Cái video của mình có làm thay đổi quan điểm của các bạn về cái phiên bản Camera Raw này không? Thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.